Thưa quý vị, số người bị thiệt mạng trong siêu bão Maria trên hòn đảo Puerto Rico nay đã gia tăng lên mức 4.645 người. Kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy siêu bão Maria xảy ra vào năm 2017 đã cướp đi sinh mạng của 4.645 người tại Puerto Rico, cao hơn nhiều so với báo cáo trước đó của chính phủ. Các nghiên cứu ước tính hầu hết những người bị thiệt mạng vì trận thiên tai đã qua đời trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Nhiều người trong số này đã chết vì bệnh tật. Đây được xem là cơn bão kinh hoàng nhất từng được ghi nhận xảy ra trong suốt 90 năm vừa qua. Tiến trình cứu người chậm chạp và cúp điện trong suốt nhiều tháng đã khiến chính phủ Donald Trump đối mặt với nhiều chỉ trích từ phía người dân trên đảo Puerto Rico. Sau khi bão Maria đổ bộ vào Puerto Rico và vùng Caribbean vào cuối tháng 9, hơn 95% các địa điểm trên đảo đều không thể hoạt động và gần như không có điện, gây đau khổ cho nhiều người dân. Nhiều người Puerto Rico đã bày tỏ nguyện vọng sang định cư ở tiểu bang New York hoặc tiểu bang Florida do hai khu vực này có đông người thuộc sắc dân của họ sinh sống. Cơ quan FEMA dự đoán tiến trình tái thiết sau cơn bão sẽ phải mất nhiều năm.